mấy người xong phải zoom zoom điện thoại ra xem là biết dấu gì. Chế xạo chị ma cũng được rồi. Thế nhưng mà dưới này hai cái chữ này nó có độ dài bằng nhau nhá. Tại sao cái này nó bằng một nửa cái chữ phây chó này, nó lại bằng một nửa cái này bằng một nửa cái này. Em thấy đấy là một đang nhìn về người nó bị sống. Đây đến này thì tại sao cái này lại không chặt vào đây? Chống chữ tô trông sạch đẹp lên nhìn kia tiên nhỉ nhuệ. Sầm mơ chú ổ đi thì ở chú người đó như nào? Chu chưa? Chu chưa. Hai cái này có nữa nhá. Một, à, khi này đi. Tử mấy đỏ. Sợi. Yểu mín. Nọ. Nó đi thỏ chứ. Tên chéo chứ, ok. Nhà rồi, chứ ít đấy ạ, nhà rồi. À không, đây là cái điểm rửa mấy quên đấy. Vẫn ở đúng như thế không? Không ạ. Phải biết hết ạ. Vì em chỉ nhớ lúc này thôi. Một năm nữa chắc là em sẽ nhớ biết luôn. Cho nên bây giờ nhân lúc nó nhớ thì mình bồi nó thêm, nó nhớ thêm vào. Chị chắc chắn luôn, chị đã học rồi thì chị biết. Em không cãi được với chị đâu. Chị biết chắc là phải nát tay rồi chứ không phải là gì rồi. Câu biết xấu quá nhá. Yếu dụng và yếu chị. Chào từ châu mộ. Thao lẹo sự công sự gia đình thông minh mình thông minh biết vẫn bất cập tiên sư trụ thủ vô trụ công pháp điện công dụng điện công dụng cho nó chuẩn đi thiệt là kinh doanh cho mình là đi biết sống bạc tiên sư trụ có sống bạc em bắt đầu không được bắt đầu bắt có đang dậy đâu nhưng mà đang đúng quen biết quen không số phiền số không không chưa có thì thì bảo số chưa được rồi nhưng mà quen cái chữ này lại còn nửa chữ này này nhìn chưa nhau quan phải có thuốc cho dương được có chữ nhiều mí được đấy có thuốc cho dương được đấy rồi nhớ lại bài chính một chút nhá. Tôi đọc cái bài đó chị nào. Lý sĩ phong phương bốn tiên lý hái sư bảy bốn tiên lý. Ồ, thế là tiên trung quốc hay tiên lý phim gì nhỉ? Phim hành động là gì nhỉ Dương? Phim hành động là chưa nhớ rồi, thế rồi tách tách hạ này nhá. Phim hành động là gì ở nhà? Tung chua phiện. Tung chua phiện. Tung chua phiện. Bạn nào? Tung chua phiện. Bạn nào? Tung chua phiện. Rồi tốt rồi. Tiếp theo phim truyền hình là. Điện视剧. Sao tự dưng nói khó thế? Lại nào? Nó lại nghe sao nào? Điện视剧. Rồi. Phim hoạt hình là gì ở nhà? Tung hoa phiện. Tung hoa phiện. Lại nào? Tung hoa phiện. Rồi. Tiếp theo. Còn phim gì nữa? Phim phim gì là gì? Cùng phương phiện. Rồi, cùng phương phiện. Đến nhân dung nhá. Từ đầu tiên này. Điện sư trụ. Điện sư là TV nhá. Điện sư trụ là những cái phim mà được chiếu trên TV là phim truyền hình. Chị sẽ nói nhanh lại qua lại trước nhá. Rồi. Tung hoa phiện. Tung là động. Hoa là tranh. Những cái bức tranh được chuyển động á là phim hoạt hình đúng không? Tung hoa phiện là phim hoạt hình. Ở đây nó đã là một meo đấy là phim hoạt hình rồi nhá. Còn mình không có thêm phần tiên nhỉ vào nữa nhá. Tô hoa phiện là phim hoạt hình. Khổ bộ là sợ. Thay khổ bộ là kiểu đáng sợ. Đáng sợ quá. Cho nên mình có phim viên dị là khổ bộ phiện. Được chưa? Và phim hành động là tung rộ phiện. Tung rộ là động tác. Tung rộ là động tác. Phim mà có nhiều động tác là phim hành động. Dương đọc lại cái bốn từ chị nghe xem nào. Ờ, phim truyền
动画片，恐怖片，对，中秋片，对。你讲，用词错啦，爱，把直接飘，各西面聊个字。猪猪猪。对，多来几个字了。猪猪猪。猪猪猪，有声，好不好？猪猪猪。念根。猪猪猪。对，念到。猪猪猪。对，对。tiếp theo mình có tổ điện ngầm luôn chứ chị đã nói rồi là đi thiểu là tổ điện ngầm nhá, chặn tổ điện ngầm là đi thiểu trạm, chọn đọc nhá, các bạn đọc đi thiểu trạm, Hương đi thiểu trạm, rồi ngầm nào đi thiểu trạm, rồi thế chặn tổ cao tốc là gì, dừng chặn tổ cao tốc là gì một là tàu điện ngầm hay là tàu cao tốc của là hỏa chưa là xe hỏa trước đây chúng ta ở Trung Quốc thì sẽ đi bằng tàu hỏa nhưng hiện tại không có tàu hỏa nữa mà thay bằng tàu cao tốc vậy thì chúng ta nhưng họ vẫn giữ cái tên là hỏa chưa dành cho trạm tàu cao tốc nhá mà không đổi tên nhá vậy mình có hỏa chưa trạm và đi Yeah. Nhớ 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 hôm trước dùng một nhắn tin hỏi chị là cái chặn tàu cao tốc là gì hả chị nói là chị nói cho nó không nhớ đúng không hai là tàu một là tàu điện ngầm là đi thiểu trạm và tàu cao tốc là hỏa chưa trạm Dương ghi vào chưa Dương những cái phương tiện công cộng những cái từ cuộc sống hàng ngày này mình nhớ nhá buổi nào chị cũng nhắc đi nhắc lại nữa mình không học cái gì cao quá đâu đúng không mình chỉ học những cái từ về cuộc sống hàng ngày của mình thôi Rồi, tiếp theo là gì nữa? Công trao trơ. Công trao trơ là gì? Xe buýt là gì? Xe buýt nhá. Xe buýt có một cái từ nữa là người đọc chuẩn lại cho chị xem nào. À, có lại cho chị đúng cái từ này xem nào. Biết rồi nhá, cái từ này là nhá. Hai cái từ xe buýt này dùng song song như nhau nhá. Một cái là cung treo chưa, rồi là khi nào đây? Đúng thưa ông nhất là cung cụ chi chưa, được chưa? Cung cụ chi chưa. Hai từ này ở Trung Quốc sử dụng ngang bằng nhau nhá, đều mang nghĩa là xe buýt nhá. Không phải tự dưng chỉ biết cái từ dài quãng ra để cho mọi người mình nhớ đâu vì họ đều sử dụng như nhau đó nên là họ nói hoặc là mình nói mình phải nghe được mọi người nói gì nhá rồi hai từ sẽ biết là gì một từ là nhà cung cung chi chưa và là cung treo chưa không cung treo chưa là anh bảo hết mà hoặc bạn là cung treo chưa rồi cái kia là bạn là chưa đúng lắm cung cung chi chưa chi chưa cung cung chi chưa đúng rồi các chị nhá chi chưa được chưa cung cung chi chưa rồi nào cung cung chi chưa lại nhìn kỹ là đọc nào cung cung chi chưa cung cung chi chưa cái chưa kia là cái bằng nhá cung cung chi chưa cung cung chi chưa rồi rồi nào cung cung chi chưa chi chưa rồi lại nào cung cung chi chưa đọc nhanh hơn ạ
Cung cung chi chưa? Rồi, và một từ nữa cũng là cho biết nữa là cung treo chưa? Cung treo chưa? Ba thanh bằng còn lại nào? Cung treo chưa? Rồi, tốt rồi, đúng hai từ này nhá. Hai từ này đồng mang nghĩa là cho biết nhá. Rồi, một từ tiếp theo là chở mơ, mang nghĩa là thế nào? Vậy chở mơ xua là gì hả Dương? Nói thật. Rồi, tiếp theo chở mơ chủy và chở mơ chở. Dương có biết phân biệt đâu? Ồ, thân biệt chị nghe thôi nào. Sợ nhỏ có thầy giáo ngọc cái là tôi hẳn ngay. Không, mà nó trượt bậc 3 thôi. Ồ, chở mơ chủy và chở mơ chở như nào? Chủy là đi, là bằng nhiều phân biệt, chở mơ đi mà đi bộ. Không phải, đây là câu hỏi nhá. Câu hỏi này mình sơ cao một tí. Nào, Ngọc giải thích nào. Chở mơ chủy là đi bằng phương tiện nào? Đúng rồi, hai cái nghĩa này đều mang nghĩa là đi như nào, được chưa? Nhưng với câu hỏi chở mơ chủy thì chúng ta sẽ hỏi dành cho về việc hỏi về phương tiện rồi, còn chở mơ chở là đi về phương hướng nào, hỏi về đường đi, cách thức đi như nào, được chưa? Chở mơ chủy và ví dụ chúng ta sẽ đi bằng cái gì, xe máy, xe đạp, ô tô hay máy bay, mình sẽ nói là chở mơ chủy, còn chở mơ chở là hỏi đường. Giờ biết vào rồi, biết vào rồi, không nhớ được đâu. Được biết nhanh đi Dương. Vâng, cô cứ sao. Tiếp theo, chở mơ nhờ, nhưng mang nghĩa là như thế nào. Nhưng ở trong bài này, chúng ta sẽ mang nghĩa là ý của bạn, thế nào, được chưa? Rồi, 我们, ví dụ đầu tiên, 我们一起吃晚饭. Chở với nhau, có nghĩa là chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối, ý của bạn thế nào, được chưa? Trong các trường hợp khác, nó sẽ mang nghĩa là như thế nào. Nhưng cái trường hợp này, mình đặt ở cuối câu, thì sẽ mang nghĩa là sau dấu phẩy, đặt ở cuối câu, thì sẽ mang nghĩa là ý của bạn thế nào, được nhá? Được. Tiếp theo, mình có từ 便宜, và ngược, đối ngược nghĩa của từ 便宜 là nào, lại nào. Quê. Quê. Quê là đắt đúng không? Còn 便宜 là rẻ. Rồi, mình có cấu trúc tiếp theo. Yêu. Cái gì đó. Yêu là sao đấy. Yêu là sao đấy. Vậy sau yêu thì sẽ là tính từ đúng không? Để nói về tính chất. Rồi. Ví dụ. Mình có câu ví dụ đầu tiên này như này. Chơ tao thai. Yêu 便宜. Yêu khó chứ. Món ăn này là cái gì đấy nhá? Yêu vừa rẻ vừa ngon nhá. Mình có cấu trúc yêu. Rồi, thế em gái của tôi vừa xinh đẹp vừa hơi chưa học cùng mấy cái từ đấy nhá. Rồi bỏ tí nữa mình sẽ có ví dụ. Nào, rồi đọc ví dụ thứ hai chị xem nào. Thân cái bản thân yêu yêu xoay yêu nhổ chiến. Rồi. Bạn trai của cô ấy, người trai của cô ấy. Đúng rồi, đó, thì sẽ có từ thế nhá. Và tiếp đến cái từ bà thì sẽ có mang nghĩa là nhé, nhỉ, nhá. Rồi, đi. Ví dụ, chở bà là đi thôi. Và truy bà cũng là đi thôi. Cái hai này phân biệt nhau như thế nào? Nhà từ phân biệt nào? Chở bà có nghĩa là kéo người khác về với mình. Ví dụ, ví dụ gọi gọi nhau với mình. Ví dụ như là Ngọc và Nhàn cùng đi chơi với chị đến nhà Dương. Sau đó hai người vẫn còn đứng nán lại nói chuyện với Dương và chị đã đi ra khỏi cổng rồi. Chị mới nói là tẩu à, là đi thôi, tức là đi về thôi, đi thôi, kéo người khác về phía mình. Còn truy bảo tức là mình bảo người khác đi đi, truy bảo mình nói với người khác tịnh tiến đi. Nào, biết đi. Chở, chở bà. Còn chở lụ là đi bộ nhá. Hoặc trong nhiều trường hợp, chở bà cũng có nghĩa là hai đứa mình cùng đi bộ đi nhá. Chị đang nói về cái chiều hướng và đang so sánh giữa hai cái từ này với nhau. Chở, chở bà là kéo người khác đi về phía mình. Còn truy bảo là bảo người khác tịnh tiến đi, đi đi. Rồi, có một câu nữa, Dương giải thích nào. 你是美国人吧?
Là gì? Bạn là người Mỹ. Rồi, thế bạn có phải là người Mỹ không? Mình hỏi như nào? Mình sinh mấy của đứa không? Đúng rồi, bạn có phải người Mỹ không? Còn nghĩ sư mẹ của đấng bảo là trong đầu mình đã có một sự phán đoán, phỏng đoán là nhìn người này trông có vẻ giống người Mỹ đúng không? Mình sẽ hỏi là nghĩ sư mẹ của đấng bảo bạn là người Mỹ nhỉ? Mình sẽ dịch theo cái việc là bạn là người Mỹ nhỉ nhá. Được chưa? Rồi, hiểu chưa, hiểu bà chưa? Rồi, tiếp theo, phi thường là vô cùng ngon nói như nào chứ? Phi thường hảo chứ. Phi thường hảo chứ, phi thường hảo chứ nhá. Rồi, hảo chứ mình học rồi đúng không? Tiếp đến, cài mình cũng học rồi, là một có nghĩa là rau, hai là mang nghĩa là đồ ăn, thức ăn. Cài mang nghĩa là rau nói chung nhá. Hoặc cũng có nghĩa là đồ ăn, thức ăn. Lượng từ của cài là gì ở chưa? Tạo rồi. Món ăn này vừa ngon vừa rẻ nó như nào không? Cho nó chai cho biến đi yêu vừa ngon nhau học học chưa cho biến đi Rồi, đó rồi, hiểu yêu chưa? Rồi, mình có từ tiếp theo là dầu mí. Dầu là có, mí này nằm trong từ mí chữ là tên đó. Có, vừa có tên tức là nổi tiếng đó. Nhiều nhiều người biết đến đó là có kiểu có tên đó, có tên tuổi đó. Đó, thì mình sẽ có từ dổ mí là nổi tiếng nhá. Rồi, ok. Mình chuyển sang bài 10 nhá. Mình ôn lại một chút từ vựng của bài 9 thế đâu. Rồi, bạn mời có tên là gì nhỉ? Hoặc có đọc chị nào? Để chia Để chia Để chia 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 Rồi Để chia nấu chị Nhìn kỹ nào Để chia Để chia nấu chị khó lắm. Đọc kỹ lên kỹ này nào. 3 thêm 3 đi với nhau thì sẽ thành 3, 2, 3, được chưa? 3, 2, 3 thì vậy thì dầu đây mình sẽ vẫn đọc là dầu. Mình biến dầu ở cái tiếp theo đúng không? Rồi, đọc lại chị nào. Để chia nấu chị khó lắm. Rồi, nhỉ chưa dầu chỉ khẩu lớn. Nghĩa là nhà bạn có mấy người? vậy tại sao ở đây lượng từ không phải là cửa mà lại là khẩu? Ai thắc mắc không? Ai thắc mắc không? Vì sao? Ở trong trường hợp này mình có thể dùng là cửa cũng được nhá. Và có từ khẩu. Khẩu là gì? Khẩu là miệng. Nhà bạn có mấy miệng người? Nhà bạn có mấy miệng ăn đó? Thì người ta có thể dùng khẩu. Khi người ta hỏi câu này thì sẽ nghiêng về cái phần là hỏi về nhân khẩu của gia đình nhà bạn, nên nó có cái câu này như kiểu cái câu ngữ pháp sẵn. Nhì chia yểu chí khẩu lớn. Còn đâu lượng người, lượng từ của người vẫn là cửa. Ở đây mình có thể hỏi cả hai cách nhé. Nhì chia yểu chỉ cửa lớn. Nhì chia yểu chỉ cửa lớn nhá, đúng không? Nhưng ở đây mình hỏi về nhân khẩu thì mình sẽ hỏi là Nǐ jiā yǒu qǐ kǒu rén? Rồi, hỏi dương nào? Nǐ jiā yǒu qǐ kǒu rén? Bố cha yêu sang cửa. Sang khẩu đấy nhá, mình chỉ đang hỏi là khẩu mà, thì em dùng cụm từ là khẩu nhá. Rồi, em mình bổ sung thêm vào các bạn động từ đi ở cuối sách đi, ở cuối vở mình đi. Có thêm được từ khẩu nữa nhá, thầy cho người nhá. Xong rồi, ok. Rồi, Ngọc nào? Nỉ cha yểu chí khẩu lớn. Nỉ cha Sao lại nỉ cha? Của cha yểu lưu khẩu lớn. Lưu khẩu lớn. Rồi, nhà nào? Nỉ cha yểu chí khẩu lớn. Của cha yểu Chậm chậm chậm. Nhà này em có một cái này nó rất là nhanh. Mình nên điều chỉnh cái giọng nói một chút. Của cha yểu ngũ khẩu lớn. Rồi, ok. Thế sai nhỉ? Nhỉ, của cha, dầu ú khẩu lớn chứ. 3 thêm 3, dầu dầu
này, củ này và khẩu này, 33 đúng không? Dậu, củ, khẩu thì phải là dậu, củ, khẩu. Vâng ạ. Đúng không? Của cha. Nghe nó thấy nó sẵn sàng thì nó sai sai rồi. Thôi mình đến phần phải lắm nhá. Từ đầu tiên đọc là gì ở Dương? Binh chí lính. Lính nhá, không phải lính đâu, không phải lính đâu. Ở trên TikTok là binh chí lính đúng không? Ồ, không phải nhá. Kèo nhá là binh chí lính. Lính nhá, không phải lính nhá. Rồi. Đây là một từ kem nói chung. Kem nói chung chung. Còn nếu như mà để mà phân ra là kem hốc quế này, kem que này, nó sẽ có rất nhiều từ khác. Thôi chúng ta sẽ học chỉ học một từ thôi, gọi là tinh trí lý nhá. Kem que nó là chuệ nhỏ. Kem ốc quế nó cũng có một tên khác là, thôi mình bỏ qua đi, mình hãy học cái từ, hãy nhớ cái từ này thôi là tinh trí lý nhá. Rồi. Từ thứ hai Ngọc đọc nào? Phong biên miệng. Phong biên miệng. Phong biên miệng. Phong biên miệng. Rồi, phong biên là thuận tiện. Rồi, miệng là mì. Cái mì mà thuận tiện, đó là mì ăn liền. Ok nhá, phong biên miệng. Phong biên miệng là mì ăn liền. Thứ tiếp theo nào? Nhìn kia đọc nhá. Nhìn kia đọc cái đường con tàn nhá. Rồi. Tàn cao. Đúng rồi. Tàn cao là bánh, bánh gato nhá. Tàn trong từ chi ta là trứng gà. Trứng gà. Chi ta là trứng gà. Rồi. Thế bánh sinh nhật là gì nhỉ? Sinh nhật là? Sơn rư. Rồi. Bánh sinh nhật thì sẽ có một từ, cụm từ là sơn rư. Tàn cao. Được chưa? Sơn rư. Tàn cao. Không nhớ thì ghi vào nhá. Thế bây giờ nghe thì ai cũng hiểu, nhưng mà về nhà lại quên. Mình có từ tiếp theo là Yan. Yan là thuốc lá nhé. Chỉ nói luôn từ thuốc thuốc thì mình biết cái cách đọc nó. Châu Yan là thuốc thuốc nhá. Đi một số chỗ nó sẽ có cái biển là cấm thuốc, sẽ cấm đi là cấm trâu nha. Được chưa? Trâu nha là hút thuốc nhá. Mình chỉ cần biết cách đọc thôi, chị đã nói là còn cái từ trâu nha này nó nằm cách cả bốn thôi. Mình đang tiện nói với chúng ta chỉ nói luôn cái từ đấy nhá. Rồi, nhà nào bốn từ nào? Bình chí. Ừ, sư bình. Bình chí lín. Thanh một nào, bình chí lín. Bình chí lín. Rồi, bình bình nhá. Bình chí lín. Bình chí lín. Rồi. Phong biên miệng. Rồi. Bản cao. Rồi. Nha. Rồi. Bình chí lín. Phong biên miệng. Tăng cao. Tăng. 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 Cao. Tăng cao. Tăng cao. Tăng cao. Rồi. Thanh như hai là thanh bằng mà. Tăng cao. Giống kiểu sọng cưa. Đúng không? Rồi. Lại nào. Ngan cao. Rồi, tiếp theo là Ngan. Ngan. Rồi, hút thuốc là Châu Ngan nhá. Châu Ngan. Ngan. Binh chỉ lín. Rồi, lín, lín. Sao chữ nghe thành lín nhỉ? Binh chỉ lín. Binh chỉ lín. Rồi. Phan kiên nhiên. Rồi. Tăng cao. Rồi. Ngan. Rồi. Kem là gì ạ? Binh chỉ lín. Rồi. Bánh gato là gì? Tăng cao. Mì là phan kim miên. Rồi, thuốc lá là lan. Gì? Lan. Yan. Lan. Nhảy cái miệng ra. Yan. Lan. Rồi, thuốc là châu yan. Châu. Châu yan. Rồi. Tiếp theo mình có từ đầu tiên. Từ mới đầu tiên là khẩu, là lượng từ của người nhá. Câu hỏi đầu tiên nào? Còn đọc nào? Chí khẩu rắn. Rồi, chí khẩu rắn nghĩa là? Mấy người. Mấy người, rồi. Cú khẩu rắn. Cú khẩu rắn là? Dương nào? Mình cha
有几口人？那我不够了，过来够奥杜呀？你家有几口人呀？啊？有冇呀？后面听我讲出来呀？我家有六口人。对，你漂亮，你在边头做？爸爸，你能转到？爸爸，爸，有冇？你来我呢？爸爸，这个字爸爸里面有个罗呗，我罗做什么？爸爸。được chưa? Còn mama sẽ là mama. Đầu từ tiếp theo nhá. Đúng không? Đây là thanh một nhá. Mama. Cái kia là papa. Được chưa? Rồi, mama là mẹ. Tiếp theo là gì? Đi đi là em trai. Còn là mây mà. Mây mẹ đúng không? Nhiều người đọc là mẹ mây lắm, chị cũng hiểu sao rồi cứ đọc là mẹ mây. Mây mẹ. Rồi là em gái nhá. Tiếp theo nào? Dạ nào? Chào phiên là rồi từ từ của chào phiên. Chào nhá. Mọi người ghi vào lượng từ của chào phiên là chào nhá. Cho là động từ của bức ảnh, nó nghĩa là tấm nhá. Rồi, một bức ảnh là gì nhỉ? Y chang chao pian. Y. Y. Biến điệu thành thanh bốn đúng không? Y chang chao pian. Y chang chao pian. Y chang chao pian. Chao pian. Rồi, nào học đọc nào. Chang ý à đây y đúng không? Y đi với thanh y đúng của mình là y này. Y đi với thanh 1 2 3 như này. Như này đúng không? Thành thanh 4 đúng không? Còn y đi với thanh 4 thì thành ý đúng không? Nhớ không? Thế ở đây y đi với thanh 1, y đi với quả cho thành y. Cả từ đây mình biết sao thế là y. Chào, đúng không? Chào. Đúng rồi. Cả cái chữ này sẽ đọc là y. Chào. Chào phiên. Hai thanh bốn với nhau mình sẽ lướt qua cái thanh bốn này một chút nhá. Không cần phải quá nhấn nhá vào câu nói của mình. Cố gắng lên nhá. Y. Chào. Chào phiên. Lại nào. Y. Chào. Chào phiên. Rồi, tốt rồi đấy. Cố lên đi nữa. Một lần nữa được rồi. Y chang chao pian. Rồi, nhà đọc lại nào. Y chang chao pian. Cái y đấy. Y. Y chang chao pian. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng hơn một tí nữa. Y chang chao pian. Rồi, dân đọc nào. Y chang chao pian. Rồi, hai tấm ảnh. Ờ chang chao pian. Không phải. À, liang. 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 Cái gì? Liang. Liang làm sao? Trang trao phiên. Rồi. Nào, vào ví dụ nào. Ma mà cơ trao phiên. Rồi, nghĩa là cơ này đúng nghe. Điện thoại của bạn, trong điện thoại của bạn có bức ảnh nào của mẹ không? Mình hỏi như nào. Trong điện thoại của bạn có bức ảnh nào của mẹ bạn không? Mình hỏi như nào. Trong điện thoại của bạn là gì? Đi lơ, đi sổ chí lì đơ, đi sổ chí đơ. Thôi là đi sổ chí lì dầu mấy dầu mà mà đơ cho phiên. Được chưa? Trong điện thoại của bạn có bức ảnh nào của mẹ bạn không? Khi mà mình nghe câu tiếng Việt thì mình có thể thấy là nó khó, nhưng mà khi mà chị nói đáp án thì thấy nó có dễ không? Đúng không? Và những từ mình đã học rồi mà chỉ là các em, bây giờ các em chỉ áp dụng được thôi, đúng không? Rồi, từ tiếp theo nào? Luật sư là luật sư. Rồi, làm luật sư thì nói như nào? Luật sư. Đúng rồi, làm nghề nghiệp nhá, là cao nhá.